Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc ở bài số 14. Đó là sự phát triển của khoa học, của kỹ thuật, của văn học và của nghệ thuật trong các thế kỷ 18 đến 19. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cho hệ 4 lĩnh vực cơ bản: lĩnh vực khoa học, lĩnh vực kỹ thuật, lĩnh vực văn học, lĩnh vực nghệ thuật đây. Rồi chúng ta cũng chỉ liệt kê một số thành tựu tiêu biểu. Tiêu biểu. Trong đó 2 kỷ 18-19 và phân tích được những cái tác động cơ bản. Tác động của nó. Đúng không? Rồi về thành tựu về khoa học kỹ thuật. Về khoa học thì có thành tựu nào? Các thành tựu nào sau đây? Không có được mình. Đi. Rồi về hoàn cảnh thì thứ nhất đó là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của máy hơi nước là một, và các phát minh mới trong ngành luyện kim đã thúc đẩy sự tiến bộ của các kỹ thuật trình độ kỹ thuật khác nhau. Thứ nhất, thành tựu thứ nhất đó chính là cái tàu thủy của Fulton. Thứ hai, thành tựu hai đó chính là máy hoạt lúa mì của Kay. Thứ ba là máy điện thoại của Bell. Thứ tư là máy đĩa nghe nhạc. Thứ tư năm là bóng đèn. Rồi đó chính là lĩnh vực về khoa học và về. Rồi trong lĩnh vực quân sự thì xuất hiện đại bác súng trường, tàu vỏ thép, ngư lôi. Như vậy thành tựu chủ yếu của học thuật đó chính là: một là tàu thủy, hai là máy khu hoạch, ba là máy điện thoại, bốn là máy đi nghe nhạc, năm là bóng đèn, sáu là bác, bảy là súng trường, tám là tàu thép, và cuối cùng là vỏ là ngư lôi. Và trong đó phát minh quan trọng nhất, hai phát minh có tác động mạnh mẽ nhất đến đời sống của con người, hai phát minh mà có ý nghĩa nhất đó là phát minh gì ạ? Đó chính là phát minh ra, bạn có thể nói là phát minh ra máy điện thoại, hay là phát minh ra phát minh ra máy đĩa nghe nhạc, đĩa nghe nhạc. Rồi ở đây nói luôn cái phần nghe có biết. Ở năm 1877 thì người ta xuất hiện cái thiết bị điều trị âm thanh đầu tiên do Thomas Edison thiết kế. Sau đó Berliner cải tiến lo truyền thanh dưới dạng cái đĩa phẳng, người ta gọi là đĩa compact. Những phát minh này đã xác minh được thiết kế cơ bản của thiết bị âm thanh cho đến khi đĩa băng cassette và compact disc xuất hiện vào nửa sau thế kỷ thứ 20. Rồi đây là thiết bị âm thanh đầu tiên của Edison. Rồi đây là thiết bị của Berliner. Rồi kế thừa khoa học, kế thừa các tụi kỹ thuật. Kỹ thuật đó chính là tàu thủy, máy hoạt lúa mì, máy điện thoại, máy điện nghe nhạc, bóng đèn, đại bác, súng trường, bỏ thép, đó chính là kỹ thuật. Và nó cũng là khoa học luôn cho nó được. Thì người ta cũng có những cái khám phá quan trọng. Thứ nhất đó là khí tiến hóa của Darwin. Rồi thứ hai đó là cái di truyền của Mendel. Thứ tiếp theo là bản tuần hoàn các tố học của Mendeleev, và cuối cùng là năng lượng phóng xạ, thì mà năng lượng phóng xạ uranium của hai vợ chồng nhà học đó là Pierre Curie và Marie Curie.
dạy khoa học tự nhiên thì khoa học tự nhiên thì nó gồm có rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều, mình hay liệt kê là gồm có gì ạ? Khoa học tự nhiên gồm có 1. Tàu thủy, 2. Máy hoạt động mì, 3. Máy điện thoại, 4. Máy điện gây nhạc, 5. Bóng đèn, 6. Đại bác, 7. Súng trường, 7. 8. Vỏ thép, 9. Ngư lôi. Thuyết thì gồm có thuyết tiến hóa, di truyền, bản từ vàng, các tố học của Mendeleev và năng lực phóng xạ của Curie. Đó chính là khoa học tự nhiên. Về khoa học xã hội, về khoa học xã hội thì gồm có các lĩnh vực nào ạ? Như ở đây, đó là lĩnh vực gì? Lĩnh vực như là khảo cổ học là một, thứ hai là nhân chủng học, thứ ba là xã học là một khoa học xã hội, cuối cùng thứ nhất là tâm lý học thì có Pavlov và Sigmund Freud, và cuối cùng là gì? Học thuyết chủ nghĩa xã hội học của các Marx và Engels. Đó chính là về bên khoa học xã hội thì gồm có khảo cổ học, rồi nhân chủ học, rồi xã hội học và tâm lý học, nhất là chủ nghĩa xã hội khoa học thì cũng đã có đó. Đó chính là một số hình tượng cơ bản về tác động mới nhất. Còn các bạn đơn giản thôi, mang đến những hiểu biết sâu sắc về thế giới tự nhiên và xã hội của con người. Rồi cụ thể nhất là thuyết tiến hóa của Darwin đã đưa đến những hiểu biết hoàn toàn mới. Tức là thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng là gì? Con người có nguồn gốc từ loài vượn chứ không phải là một cái loài sinh vật khác. Rồi. Quan trọng hơn thì tác động lớn nhất đó chính là tác động trực tiếp đến đời sống xã hội loài người, đưa vào loài người bước vào thời kỳ văn minh công nghiệp và sau này là văn minh hậu công nghiệp. Với cụ thể nhất đó chính là gì? Máy móc thay thế lao động chân tay và cuộc sống ngày càng tự nhiên hơn, dân số phát triển, tầng lớp người giàu đã xuất hiện và người nghèo xuất hiện ngày càng đông hơn và có hiện tượng di cư, đúng không? Đây là các biểu hiện cơ bản. Những cơ bản đó chính là gì? Máy móc thay thế lao động chân tay, cuộc sống tự nhiên hơn, đó là cái xuống đô thị, dân số phát triển, số tăng vọt từ 1800 mà từ 1800 mà đến 1900 thì dân số đã tăng lên tới từ mấy chục lần. Tầng lớp người giàu xuất hiện, người giàu này là văn minh đô thị. Tuy nhiên những người nghèo ngày càng nghèo hơn và nhiều người đã buộc phải di cư qua nước ngoài để được kiếm tài sống. Rồi tác động thứ hai, đó chính là tác động của khoa học kỹ thuật đối với xã hội và cái của loài người. Thứ hai đó chính là văn học nghệ thuật. Rồi mình nhắc nhìn cho văn học có gì nha, văn học có gì đây. Về nhất là về văn học có gì đây? Có Đông Trăng của Baron, Ivanhoe của Walter Scott, tức là có tác phẩm Benedict dự định tấn đại của Honoré de Balzac, kịch thơ Pouche của Godfrey Hugo, những người công cổ của Victor Hugo, chiến tranh và hòa bình của Leo Tolstoy. Thành tựu về văn học. Rồi còn nghệ thuật như nào? Nghệ thuật thì đó là thời kỳ đỉnh cao của dòng nhạc cổ điển. Nhưng mà cổ điển đã phát triển lên đến đỉnh cao với các nhà sáng nhạc như Mozart,
Wongang Amador Moza, Luke Quick Wang Beckerman, Frank Lis và Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky. Trong hội họa, cho họa lúc này là có một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa hiện thực, xuất hiện chủ nghĩa hiện thực. Hiện thực mà biểu hiện của nghĩa hiện thực đó chính là trường phái ấn tượng. Trường phái ấn tượng. À, trường khủng hiện thực được biểu, được thử nghiệm một bộ giáo hoa sĩ được gọi là người theo trường phái ấn tượng. Hội họa trường phái ấn tượng là xuất hiện đầu tiên ở Pháp. Ở Pháp với người đầu tiên là Claude Monet, là người mở đầu cho trường phái ấn tượng với bức họa ấn tượng mặt trời mọc, được coi là sử dụng tên trường trung này là ấn tượng mặt trời mặt ấn tượng mặt mặt trời mọc. Trường phái ấn tượng sau này có trường phái là trường gọi là trường phái giả thú, rồi tới trường phái hậu ấn tượng, đúng không? Mà ấn tượng tác động của văn học thực, một đó là phản ánh chân thực, đúng không? Phản ánh chân thực thế giới tự nhiên xã hội là một. Thứ hai phản ánh cái đời sống và cái khát vọng của con người trong thời đại công nghiệp, rồi hình thành cái hai là hình thành quan điểm tư tưởng của giáo tư tư sản. Rồi cái một cái tác hậu ba là cho thấy mặt trái của địa bản và bên vực những người nghèo khổ. Nhiều tác động trực tiếp đến cuộc đấu tranh của dân hoạt động trong bức, đó chính là một số tác phẩm, ví dụ như chiến tranh hòa bình là một, những người khốn khổ của tôi, của Hugo, vân vân, chiến tranh hòa bình mà hòa bình xong rồi gì, tấn trò đời, rồi các phẩm theo trường phái ấn tượng của Claude Monet và Manet, vân vân. Rồi cái này thì ở đây là liệt kê một số thành tựu cơ bản, cái này bạn làm được thống kê thôi, tức là cái việc thì có thành tựu gì, khoa viên thì có thành tựu gì, khoa học hành vi có thành tựu gì, văn học có thành tựu gì, và hơn có thành tựu gì, hồi nãy đã vừa được kê rồi, đúng rồi, rồi bạn này là hết.